Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, Sài Gòn Innovation Hub, gọi tắt là C-Hub, vừa ký kết hợp tác với tập đoàn tài chính Shinhan của Hàn Quốc nhằm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh tế tài chính hay còn gọi là Fintech tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân sự kiện này thì chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với ông Huỳnh Kim Tước, là giám đốc điều hành C-Hub, xung quanh thị trường khởi nghiệp Fintech hiện nay và những hỗ trợ cho các startup Fintech từ sự hợp tác này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, để đánh giá về thị trường các doanh nghiệp startup trong lĩnh vực Fintech hiện nay thì ông có cái nhận định như thế nào? Các số liệu thống kê về tình trạng là thu hút cái nguồn vốn đầu tư vào cộng đồng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2016 đó, thì cho thấy rằng là nó có tốc độ nó tăng trưởng khoảng 150%, thì nó đạt được cái giá trị khoảng 250 triệu đô la. Thì cái điều bất ngờ đó đối với các nhà đầu tư đó, thì trong cái tổng giá trị đầu tư vào các dự án khởi nghiệp của Việt Nam đó, thì cái thị trường của cái đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Fintech ấy, lại là cái thị trường lớn nhất, với đạt đến cái mức cái độ lớn là 120 triệu đô la. Thì đây là một yếu tố rất bất ngờ. Và cái điều này là một cái điều thú vị, bởi vì có thể nói là khi Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra cái chương trình về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì có thể nói là chúng ta tập trung rất nhiều vào bốn cái ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố Hồ Chí Minh, thì trong đó là có cái lĩnh vực về ICT. Do vậy có thể nói là chúng ta vừa có cái tiềm năng và cái nguồn lực mà chúng ta lại vừa thấy là cái thị trường đang phát triển. Tuy nhiên thì cho nên có thể nói là đây là một cái tín hiệu rất mừng đối với cái tiềm năng phát triển cái thị trường về khởi nghiệp trong lĩnh vực Fintech ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở Việt Nam. Cái nguồn vốn đầu tư vào trong các startup của lĩnh vực Fintech thì như ông nói tức là rất là lớn. Tuy nhiên thì nhìn về những cái hiệu quả của những hoạt động của những cái startup trong cái lĩnh vực này đến thời điểm hiện nay thì chúng ta có thể đánh giá như thế nào về cái hiệu quả hoạt động của những cái dự án này? Mặc dù chúng ta đã thu hút được một cái lượng dự án, thu hút được một lượng đầu tư rất lớn vào cái Fintech như vậy đó. Tuy nhiên là so với cái thị trường toàn cầu và so với thị trường khu vực thì chúng ta vẫn là một thị trường nhỏ bé. Và đặc biệt là có thể nói là chúng ta gần như chưa khai thác nhiều và chưa khác cả về chiều rộng và chiều sâu của cái thị trường này. Ví dụ như là chúng ta về cái thị trường thanh toán số chẳng hạn, rồi tin tướng theo xu hướng là portable hiện nay, hay là chúng ta chưa có đi sâu vào cả cái nhóm liên quan đến là bảo hiểm, hoặc là ví dụ là quá trình tái cấu trúc của các cái hạ tầng kỹ thuật của các cái ngân hàng hiện nay và tương lai, rồi các cái kỹ năng về thanh toán thẻ tín dụng vân vân. Có thể nói là chúng ta còn rất là đa dạng. Tuy nhiên hiện nay thì các cái startup chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu tham gia vào một số cái lĩnh vực nhỏ lẻ thôi. Tuy nhiên thì câu chuyện này chúng ta là nó vừa là cái hạn chế nhưng mà cũng vừa là một cái cơ hội. Thì có thể nói là nếu mà chúng ta vượt qua được những cái thách thức của cái sinh thái khởi nghiệp chúng ta đó, thì có thể nói là nó tạo một cơ hội rất lớn. Đặc biệt là ví dụ như hôm nay chúng ta có cơ hội là tiếp cận với cái thị trường Fintech của toàn cầu, rồi chúng ta có cái cơ hội tiếp cận với các cái đối tác hợp tác với chúng ta. Ví dụ như hôm nay là Shinhan Bank, họ đã ký một chương trình hợp tác với cộng đồng khởi nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh về Fintech chẳng hạn. Thì đó là những cái cơ hội mà chúng ta hoàn toàn có thể là đưa cái cộng đồng khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vươn ra cái thị trường toàn cầu được. Vậy thì theo ông thì những doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực Fintech hiện nay thì họ đang gặp những cái rào cản gì trong cái sự phát triển của họ? Cái mà tôi vẫn thấy cái rào cản lớn nhất là cái trải nghiệm của các cái startup của Việt Nam. Nếu mà các bạn đã có một thời gian dài làm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính hay là bảo hiểm hay là các lĩnh vực về thanh toán, thì các bạn sẽ có cái trải nghiệm và hiểu biết được cái vấn đề mà các bạn đã cần có giải quyết. Hoặc là ví dụ như các bạn đã có cái cơ hội được tiếp cận các cái hoạt động như vậy, tương tự như vậy ở nước ngoài, thì các bạn sẽ rất dễ nhận ra cái vấn đề có thể giải quyết được ở thị trường Việt Nam. Thì như vậy thì dẫn đến là cái dự án, cái ý tưởng khởi nghiệp các bạn ấy, nó sẽ tốt hơn và nó sẽ có cái xu hướng tiến ra thị trường toàn cầu hơn. Thì đó là cái mà các bạn tôi thấy là cái hạn chế của các cái startup của mình là nếu mà có cái điều kiện trải nghiệm ở thị trường Việt Nam, sau đó là có cái điều kiện chia sẻ với các cái
partner ở nước ngoài thì các bạn sẽ có cái dự án tốt hơn và tôi nghĩ là cái giá trị nó sẽ gia tăng cao hơn. Như ông có chia sẻ thì ngày hôm nay thì C-Hub đã ký kết với tập đoàn Shinhan trong việc hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực fintech. Thì vậy thì những cái doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này có thể kỳ vọng gì thông qua cái sự hợp tác lần này ạ? Với cái tư cách là Sài Gòn Shinhub là có cái chức năng chính là làm sao là kết nối cộng đồng. Và từ kết nối cộng đồng thì chúng tôi lại đưa cái cộng đồng này kết nối với các cái đối tác nước ngoài, các hệ sinh thái khởi nghiệp nước ngoài cũng như là kết nối với các cái nguồn lực trong và ngoài nước. Thì cái hoạt động ký với Shinhan Bank hôm nay cũng nằm trong cái mục tiêu như vậy. Thì mục tiêu chính của chúng tôi là gì? Mục tiêu chính của tôi là làm sao đưa được các startup của Thành phố Hồ Chí Minh, của Việt Nam có cơ hội tham gia vào các cái quy trình ươm tạo chuyên nghiệp của Shinhan Bank, rồi qua đó được là nâng cao và được làm sao hoàn thiện cái sản phẩm. Bước thứ hai đó là những cái startup này sẽ được chúng tôi hợp tác với Shinhan Bank tiếp cận với cái thị trường toàn cầu thông qua việc là chúng tôi sẽ tổ chức những cái chương trình là Demo Day. Khoảng cuối tháng 9 này đấy thì chúng tôi sẽ đưa các cái nhóm mà chúng tôi đã đưa vào trong các cái hoạt động ươm tạo mà nó đã hoàn thiện thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái chương trình tại Seoul vào cuối tháng 9. Thì qua cái cơ hội này thì chúng tôi sẽ đưa các startup của Việt Nam. Bước thứ nhất là đào tạo và hoàn thiện sản phẩm của họ. Bước thứ hai là đưa cái sản phẩm hoàn thiện của họ đến thị trường thông qua là gặp gỡ các nhà đầu tư, gặp gỡ thị trường, rồi thậm chí là gặp cả các cái đối tác mà các bạn ấy có thể là matching với họ. Nghĩa là ví dụ như là chúng ta sẽ có thể là startup Việt Nam sẽ gặp startup Hàn Quốc, chúng ta có thể gặp startup của Nhật Bản, chúng ta có thể gặp startup Trung Quốc tại cái thị trường chung ấy, và có thể là những cái ý tưởng sẽ phối hợp với nhau để phát triển nó to lớn hơn, hoặc là chúng ta có thể mua bán chia sẻ tất cả lẫn nhau. Thì đấy là cái vấn đề cách chúng tôi làm sao để cho các startup Việt Nam có cơ hội được gặp gỡ, được tiếp cận cái nguồn lực rồi tiếp cận thị trường trong với toàn cầu. Như vậy thì tại những sự kiện như cái ngày Demo Day thì ông nghĩ rằng những cái doanh nghiệp startup Việt Nam với cái nguồn lực như hiện tại thì họ đến với cái tư cách là học hỏi nhiều hơn hay là có thể cạnh tranh ngang ngửa với những cái startup toàn cầu ạ? Cái thuận lợi của Thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta có một cái số lượng đông với 10 triệu dân, rồi chúng ta có khoảng gần 80 trường đại học cao đẳng và hàng trăm cái viện nghiên cứu, thì chúng ta có một nguồn lực phong phú. Đặc biệt là chúng ta cũng ví dụ trong lĩnh vực fintech thì chúng ta có một hệ thống là các cái trường dạy về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, rồi là về IT rất là đông. Thì đây là một cái nguồn lực rất mạnh và thuận lợi cho chúng ta. Thuận lợi rất nhiều điều. Một là chúng ta có đội ngũ startup. Thứ hai là chúng ta hình thành một cái đội ngũ là các cái local partner để matching với các cái startup nước ngoài để cùng phát triển dự án, phát triển sản phẩm chẳng hạn. Thì với một cái lượng nguồn lực phong phú như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể là phát triển ở nhiều cái cấp độ khác nhau. Dạ vâng, xin cảm ơn ông.